Lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời em vô cùng ấn tượng luôn. Tại vì ảnh chở em đi từ quận nhất xuống Bửu Long ở Biên Hòa, xong ảnh quay về quận 9. Thì trên đường đi, ảnh chở em đi trên đường, tự nhiên ảnh để tay lên đùi em. Xong rồi em hết sức lực giật mình á. Nhưng mà sau đó em cũng coi thử coi là ảnh có làm gì quá không. Thì thật ra chỉ có để tay lên đùi xong rồi nói tiếp một vài câu thôi. Cho nên là anh thấy là cũng đứng đắn. Thấy có một câu hay lắm là mọi người có nói là cặp đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. Tức là khi mà mình bật đèn xanh cho người ta, khi người ta bày tỏ những cái hành động cử chỉ như là nắm tay hay hôn hay gì đó. Bạn ấy cũng đưa nước đẩy thuyền đúng không? Dạ, đưa nước mà nước lớn luôn á. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em là Đức Anh, năm nay 37 tuổi và em đang công tác tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào chị, em chào anh ạ. Dạ, em là Trúc Hà, năm nay 28 tuổi, đang công tác tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em có em bé chưa? Dạ, tụi em đang có một em bé trong bụng. Yeah, chúc mừng. Mấy tháng vậy? À, em bé của tụi em 6 tháng rồi. Rồi bây giờ Đức Anh ơi, em và cô giáo gặp nhau như thế nào? Dạ, nếu như mà không có internet và không có điện thoại di động thì thật ra bây giờ hai tụi em không có ngồi đây. Trong một cái câu chuyện của năm 2015 thì có một trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thì em thì rất là thích cái chương trình này, cho nên ngồi coi rồi nó có một câu hỏi liên quan tới địa phương là quê của em, đó là thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Sau khi mà xem xong chương trình em cảm thấy là nó không có thỏa mãn được một số cái của mình, cho nên là mình lên mình chém gió trên mạng xã hội thì vô tình kết nối được với bạn này. Bạn này vô comment đúng không? Dạ, nó là một câu chuyện dài, chắc nhờ bạn này bạn kể. Sao em? Dạ thì anh viết á là tại sao lại hỏi là thành phố nào có nhiều từ nhất trong số các thành phố của Việt Nam mình á. Ảnh vô anh nói là trời, câu hỏi em phải vậy, không phải là từ, phải là âm tiết. Xong em nghĩ cho anh này chắc phải đồng môn với mình hay gì thì mới có cái sự nhạy cảm giữa từ hay âm tiết như vậy. Cho nên là em rất là tán đồng quan điểm của anh này, tại vì em nghĩ là đó là âm tiết, còn từ không là chưa biết. Đó cho nên là em nghĩ là trời, hay quá nè, có một anh này chắc là đồng môn của mình nè, mà đồng hương nữa mà bao nhiêu lâu nay mình không có biết. Xong rồi vô tình thì cứ nói chuyện kết nối qua lại. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi cái lần đầu tiên mà hai bạn đi chơi với nhau như thế nào. Thực ra nó cũng không phải là đi chơi với nhau, mà em đưa bạn này tới cái chỗ bạn đi chơi. Thấy bạn này ở Sài Gòn, thế em nói thôi được rồi, để em vào em chở bạn đó đi. Một cái cuốc xe đó nếu bây giờ tính theo Grab rồi chắc cũng phải được 120 ngàn. Dạ. Trời, lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời em vô cùng ấn tượng luôn. Tại vì ảnh chở em đi từ quận nhất xuống Bửu Long ở Biên Hòa, xong ảnh quay về quận 9. Thì trên đường đi, ảnh chở em đi trên đường, tự nhiên ảnh để tay lên đùi em. Xong rồi em hết sức lực giật mình á. Nhưng mà sau đó em cũng coi thử là ảnh có làm gì quá không. Thì thật ra chỉ có để tay lên đùi xong rồi nói tiếp một vài câu thôi. Cho nên là thấy anh hóa ra là cũng đứng đắn. Dạ. Rồi đi xe có thắng nhiều không? Dạ, anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận, chạy có 30 km/h thôi. Nhưng mà vậy là kết luận là người đàng hoàng. Dạ, đó. Nhưng mà để tay trên đùi thôi, để lâu không? Dạ, như thế này, thực ra là cái lý do em để tay trên đùi nó rất là đơn giản. Nam á, thì em tin vào cái sự mạnh mẽ của Nam rồi, cho nên là em không có để tay trên đùi người ta. Nhưng mà khi chở một cô gái nào đi á, thực ra là gì? Em rất sợ là bạn ngồi không vững hoặc là không gác lên, thì mình để tay đùi mình sẽ cảm thấy là bạn đó có gác lên được cái thành ở phía sau xe hay không, và ngồi có vững hay không, khoảng cách với mình, cự ly như mình như vậy an toàn cho bạn đó chưa. Chu đáo dễ sợ luôn á, cho nên em mới đặt tay lên đùi thôi chứ không có ý đồ gì khác. Ngày đó giờ em đặt nhiều cô chưa? Em cũng không có đếm được hết, cho nên là không biết bao nhiêu. Rồi kể từ lúc mà đi xe chở như vậy đó đến lúc yêu nhau thì là mất khoảng thời gian là bao lâu? Dạ chắc vài ngày. Dạ, lâu lắm luôn. Hồi đó lúc đó ảnh thả thính em tích cực nhiệt tình lắm, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em hết đó. Nhưng mà lúc đó tại vì em nghe là anh này hơn em tới 9 tuổi nè, xong em nghĩ là mình thì cũng không thể nào yêu qua đường được, mình quen người 9 tuổi thì mình phải có trách nhiệm với người ta. Thế là em dùng vài ngày đó để em suy nghĩ. Em suy nghĩ có thể có được không. Rồi sau đó cái mối tình của các em nó tiến triển như thế sau nào? Sau 2-3 ngày. Đó, sau 2-3 ngày. Dạ, dạ. Em có rủ bạn này đi đâu nữa không? Cái ý đồ của em là ban đầu em rủ đi gặp ma. Thì có hai cái địa chỉ gặp ma rất là nổi tiếng. Một là đó, địa chỉ của chị Hồng Vân. Hai là cái gặp ma của sân khấu Thế Giới Trẻ, cũng nơi lúc đó là em đang học á, năm dữ cuối á. Đó, thì khi mà thăm dò thì bạn này bạn nói là bạn rất là sợ ma, và nếu như mà là bạn có thể xỉu tại sân khấu. Thì em mới nghĩ là đôi khi cái thiệt hại mình chưa biết được đường nào mà mình lần đâu. Cho nên là thôi, mình an toàn là trên hết. Do đó là tụi em cũng rủ đi xem những cái vở kịch nhẹ nhàng thôi. Và đặc biệt là đi coi phim. Nhưng mà thật ra vô coi thì cũng chả coi đâu. Vô là xong là bạn bình luận không à. Rồi cái lúc mà đi coi phim với coi kịch đó, sao anh ấy có
có thực sự là chú tâm vào phim không? Ảnh là người đầu tiên dắt em đi coi kịch ở Sài Gòn. Em thấy coi kịch có thuận lợi vậy mà cần phải chia sẻ cho các bạn nào đang hẹn hò. Coi phim á, tắt đèn hết một lần và mở đèn một lần. Nhưng mà coi kịch thì không, coi kịch thì tắt đèn, bật đèn, nghỉ giữa chừng. Cho nên là thời điểm tới là các bạn có thể tiếp tục rất thính nhiệt tình ở đó. Có nghĩa là em đi xem kịch thì mình được rắc thính tới nếu mà 5 màn thì mình cũng được 4 màn, đúng không? Dạ, 4 màn, dạ. Tắt đèn chuyển cảnh. Tắt đèn chuyển cảnh phim cái là... Phim là lần 1 thôi. Phim rất là thiệt hại. Rồi, ảnh có hành động gì không? Dạ, hành động trong âm thầm lặng lẽ thôi. Em thấy có một câu hay lắm là mọi người có nói là cọc đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. Tức là khi mà mình bật đèn xanh cho người ta, khi người ta bày tỏ những cái hành động cử chỉ như là nắm tay hay hôn hay gì gì đấy. Bạn ấy cũng đưa nước đẩy thuyền đúng không? Dạ, đưa nước mà nước lớn luôn á. Ủa rồi là bây giờ hai bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em được hơn 2 năm. Hơn 2 năm rồi, bây giờ đang có baby nữa. Dạ. Thì suốt một năm đầu mà lấy nhau hôn nhân á, là tụi em có cái cọ sát về tính cách á, về cái tôi của nhau á, nó có dữ dội không? Dạ, thực ra là chỉ có một vấn đề là bạn có kế hoạch mà bạn không bao giờ chia sẻ 100%. Và khi chỉ còn 30 giây để diễn ra kế hoạch đó là bạn thay đổi. Đó. Ví dụ hôm nay mình ăn gì, em cũng không biết nữa. Ăn bún bò được không? Bún bò được á anh. Rồi xong, tới ngay trước cổng quán bún bò, hả? Mình chuyển qua mình ăn phở nha. Đó. Thay đổi. Mình nhanh lắm, vui chưa tới phở. À hay là mình lại cua ngược qua mình ăn cơm đi. Dạ, thì nó xung đột ở cái chỗ đó thì nhiều lần cũng hơi bị nổi nóng. Nhưng mà cái đó nó coi như mình có thể xếp vào đó là cái tật xấu đó, gọi là thay đổi bất thường ấy. Mà thay đổi hay như thế này nữa là cái con đường đó bạn không có biết đâu. Nhưng mà trong cái cảm tính bạn vợ em á thì bạn nghĩ là bạn biết. Và bạn chỉ nhiệt tình. Đáng lý đi thẳng thì bạn kêu cua trái quẹo phải. Và khi mà gặp một con đường cục thì bạn nói: ủa em đâu có biết cái gì đâu. Thôi rồi đó. Rồi vợ em có hay ghen? Dạ thật ra em nghĩ đó không phải ghen. Nhưng mà có một cái kiểu rất là khủng khiếp là hễ mà có một cô gái nào up cái một cái tấm ảnh nào đẹp đẹp lên, hoặc là em up một tấm ảnh nào lên mà một cô gái nào đó vào khen, thì vợ em ngay lập tức ở dưới là sẽ đưa một cái comment bóc phốt, hoặc là lưu sẵn những cái ảnh dìm hàng của em á. Ví dụ như là em đang làm một cái tư thế khó đỡ, em đang ngủ hay là em đang cạo gió mà bị ấy rồi gì đó, là sẽ lưu sẵn những cái ảnh đó. Đến cái thời điểm một cô gái nào đẹp đẹp mà vô mấy màu cái là đây xin gửi người chồng, một cái bật lên là coi như mất toàn bộ những cái đây xin gửi người chồng thôi, là bên kia là tự dùng bao nhiêu hình ảnh là coi như là biến hết. Em mặc bộ vest này lên thì bạn có thể chọn ra một cái tấm ảnh là em rất là bằng mặt cái quần lửng rồi đang la như một cái thằng khờ trong một cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam vậy chẳng hạn. Vậy là bạn up lên để minh họa là cuộc đời nó không phải lúc nào cũng bóng bẩy như vậy. Hút phốt chồng. Cái này thì đối với chị lại không phải là tật xấu mà rất là thông minh trong vấn đề chị chồng. Trong cái chuyện gọi là quan hệ vợ chồng á, có trơn tru, có thuận thảo, có hòa hợp không? Dạ thật ra là năm nay tụi em là tròn 2 năm sau cái ngày cưới thì tụi em mới có em bé. Rồi gần 1 năm thì tụi em đã sẵn sàng rồi, nhưng mà hơn 1 năm sau đó thì không có dấu hiệu tích cực chuyển biến. Chồng em nói em là không có cầu thị á các anh chị. Em dùng cái từ nó hơi bóng bẩy một tí, thật ra em không có nói thẳng như vấn đề. Không có một thái độ cầu thị đúng mức trong cái chuyện gần gũi với chồng. Dạ em chỉ kết luận như vậy thôi. Dạ tại vì cái là sinh hoạt của ảnh á, công việc của ảnh hay thức khuya mà em thì hay đợi. Em đợi đến khi mà ảnh lên ngủ cùng thì em cũng buồn ngủ rồi. Dạ em hay lấy lý do là hơi em buồn ngủ. Tức là cái đồng hồ sinh học của hai người là không có khớp. Dạ. Không có khớp. Ảnh không có khớp được với ai đâu chị. Em nghĩ là khi mà tiên trách kỷ thì hậu trách nhân. Nghĩa là tại sao ngủ cả ngày rồi mà vẫn tới giờ đó vẫn đi ngủ sớm. Đúng không? Gì nó nói cũng được hết trơn trời. Em cũng đặt lại ngược lại nhưng mà em không dám nói ra. Nói ra sợ lại sức mẻ tình cảm vợ chồng, cho nên là lúc đó em chỉ nghĩ trong đầu thôi. Có gì bữa nay em mới nói ra đó. Dạ, bữa nay nói canh ra lên truyền hình em nói luôn. Dạ. Ôi, Trúc Hạ, bữa nào ngủ cho đã. Tới tối thức cho anh. Dạ không, nhưng mà em thấy anh nó cũng đúng. Tại vì khi mà em tỏ thái độ cầu thị thì em có con thiệt. Thôi bây giờ nói chung là đã cầu thị rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới em đó Trúc Hạ. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì không? Dạ thì đó em nói là ảnh có cái nhịp sinh học á, nó không có bình thường. Và có một chuyện nữa, nhà em thì em hay đùa với mọi người là đây không những là bạn đời mà còn là người anh, người thầy, người cha. Hỏi sao vậy? Tại vì em không giữ tiền. Tại vì em thứ nhất là em tiêu xài cũng hơi hoang phí. Cái thứ hai là tại vì em thấy ảnh lớn em á, cho nên là em thấy có một sự tin tưởng. Cho nên là tiền trong nhà là ảnh giữ. Thì ví dụ như lâu lâu em hết tiền cái ảnh lại cho em ít.
Dạ đó, mỗi lần anh cho em thấy giống như là ba em cho em vậy đó. Dạ. Còn cái gì nữa không? Nói chung là anh đi làm với sinh viên nhiều quá, làm với tuổi trẻ nhiều quá, ảnh có bị trẻ hóa không? Dạ ảnh bị trẻ trâu á. Trẻ trâu. Anh né cái từ sinh viên, anh né cái từ phụ nhi đi em. Dạ tại vì á, em á học ngôn ngữ học xong rồi em kiểu như là em không có thích dùng tin code á, nhưng mà chồng em thì lại rất thích dùng tin code, ka rồi ai hi rồi I love you bặc bặc đồ kiểu vậy. Trời đất ơi, em không tưởng tượng được luôn. Rất trẻ trâu. Con nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó Đức Anh. Rồi nhân đây thì bây giờ mong muốn Đức Anh thay đổi điều gì? Dạ em nghĩ là ảnh cứ như vậy là được rồi. Dạ em không có mong muốn gì hơn hết á, ảnh cứ hài hước vui vẻ rồi ảnh biết rất biết quan tâm mọi người, cứ như vậy thôi là khoái không em Đức vui anh? Rồi dạ rất là khoái, cho nên em nghĩ là em không có chọn vợ nhầm. Em có mong muốn vợ thay đổi gì dạ không? Em chỉ mong muốn là vợ sức khỏe của vợ em á là sẽ luôn luôn nó đủ đầy lũy tiến hơn, và làm sao thứ nhất là cái lịch sinh hoạt sẽ ổn định hơn, cái thứ hai là sau này cũng cầu thị hơn, có sức khỏe thì mình mới có sự cầu thị. Thì đó, bây giờ thực ra là đã cầu thị rồi mới có kết quả đúng không? Nhưng mà nói nghe nè, những cái bạn mà đã từng có những lúc không cầu thị á, thì là cái nội tiết tố nữ trong người sau khi sanh á em, nó sẽ thay đổi và nó sẽ ảnh hưởng vô cùng đến cái chuyện cầu thị hay không cầu thị. Thành ra là em phải theo dõi kỹ, khi mà cổ sanh xong thì em sẽ phải rà thử coi là cổ có thuộc trong những tiếp phụ nữ mà sẽ bị thiếu cái nội tiết tố nữ sau sinh hay không. Rồi là tránh cho cái chuyện mà bị cảm giác là bị bỏ rơi, sẽ dễ trầm cảm. Hai cái đó mà nó trộn lại là coi như là em khỏi mong muốn cầu thị luôn đó. Là tự xử mình ơn luôn đó. Không, mình nghĩ là với chị đó nghe. Dạ, cảm ơn chị. Chúc cho hai mẹ con, mẹ tròn con vuông đúng ngày khai hoa nở nhụy, và các em sẽ luôn luôn yêu thương nhau, chia sẻ nhau và hạnh phúc mãi mãi trọn đời. Cảm ơn tụi em nha. Cô này thì lại có bờ môi rất là xinh đẹp ha. Em xem mà vô cái em để ý liền những cái chuyện mà không, những người chồng người ta không hề thích cái chuyện đó không? Sao tại vì khổ cái là bây giờ cô dâu ngồi đối xứng với em phải nhìn thôi. Thường thì là người ta nhìn vào đôi mắt đúng không em, để đánh giá con người, ta sẽ nhìn ngay vô cái môi vậy. Tại vì vậy người phụ nữ bao giờ em nhìn vô mặt, người phụ nữ bao giờ em cũng nhìn cái miệng chứ đó. Em giới thiệu đi. Em tên là Trần Hoàng Quân, là kỹ sư công nghệ thông tin. Quân em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 30 tuổi. Còn em? Em tên là Thảo Ngọc Hoài Thu. Dạ em đang làm kết website ạ. Hôm nay em 30 tuổi luôn. Lần đầu tiên các em là gặp nhau là khi nào? Hồi trước là bọn em học chung một lớp luyện thi. Trong lớp á thì có một bạn rất là thích, thích ghê đó lắm. Thành ra cứ mỗi lần ngồi học lúc nào cũng dĩ đã với em về bạn này. Dĩ đã mức mà em buộc phải chú ý, em ngắm. Phát hiện ra cô này da trắng, mắt to, tươi tươi. Em không hề biết luôn. Em lúc đó là cũng có tâm tim một anh chàng đẹp trai khác ở trong lớp. Dạ. Các bạn mà thích bạn này cũng thích hay không? Dạ không phải ạ. Là mọi người khác. Thì ra em mới có cơ hội. Thì cái một đêm bọn em đi học về tối, trời lại đổ mưa rất là to. Em thì cái mặc áo mưa đầy đủ, em chạy lên thì thấy ở xa xa có một bạn nữ đi xe đạp, không mặc áo mưa, mặc áo trắng nữa, bước từ cùng hình mụn mụn. Bởi vì mới để ý đó, đi như em vậy đó, sợ thiệt. Rồi sao nữa? Mẫu ga lăng nổi lên, cái em dấn xe lên phía trước, liếc qua phát, à thì là cô ấy. Em mới lột cái áo mưa em mặc, em đưa qua nói, bạn ơi mặc đi kẻo lạnh. Kẻo lạnh. Mà giống như do cái gì đó, kẻo lạnh chứ thật ra là nãy giờ lạnh ngắt rồi. Lúc đó em nhìn qua, em không có nhận ra. Thì anh cũng cứ nặng nề em mấy lần luôn. Thì em mới suy nghĩ bây giờ mình không biết nó là ai. Rồi mình nhận thì làm sao biết sao mình trả. Hay là em từ chối. Hai ba lần là cô ấy không chịu nhận. Thế là em tự ái quá, em vò cục, em bỏ vô chở xe dưới, em không về luôn. Về tới nhà bị la quá trời luôn, tại vì có áo mưa mà không mặc mà đổi mưa. Vợ ghê, như chị là dục luôn. Do dục. Đó mà em làm như chị Vân là giờ này em đâu có vợ đẹp gì. Em về em cứ ngồi nghĩ chuyện đó hoài, nhưng mà từ đó là em ấn tượng. Rồi cô này vừa xinh xắn còn cá tính mạnh nữa, quyết bỉnh nữa. Được đấy, là lên kế hoạch tấn công. Nhờ vậy mà quyết định tấn công. Dạ. Còn vợ thì cảm xúc của em như thế nào? Đó là em cảm thấy buồn cười. Em gặp em gái của em, khi em mới nói với nó là hôm nay có một fan hâm mộ đến là để đưa áo mưa cho chị, nhưng mà chị từ chối, chị không nhận, bởi vì xấu quá, làm sao mà có cửa để cua chị. Trời ơi, em có biết câu đó không? Hay là sau này mới biết? Chắc nghĩ là tới bữa nay mới biết á. Tới bữa nay mới biết á. Chắc biết, chắc thôi luôn. Rồi thì đến lúc nào thì em mới cho người đàn ông này một cái cơ hội để mà quen với mình? Sau cái bữa đó thì đầu em phát hiện là bạn học chung lớp với mình. Thì em có hỏi thăm một bạn bên cạnh của em. Bạn đó thì biết hết tất cả thông tin về những bạn trong lớp. Thì bạn mới nói về bạn này học cũng giỏi,
khi nào mới tìm hiểu nhau. Em ấn tượng rồi thì em quyết định phải tấn công. Cái tấn công của em á là tạo cái kiểu là mưa dầm thấm lâu. Đã quen nhau trong một đêm mưa rồi thì mình sẽ tới mưa tiếp. Thì mỗi buổi tối á, khi bạn ấy đi về thì em phóng xe lên trước. Nhưng em đến giữa đường em đợi ở cây xăng. Thì sau khoảng một thời gian ngắn thì em biết được nhà, biết được bạn ấy học trường nào. Thế em cứ lên kế hoạch. Và đến một ngày á là trong lúc bạn ấy đi về, em lướt xe lên cặp hai lên. Từ đó là về sau là bọn em đi học về chung nữa. Và lúc đó là em kèm sát luôn. Cho một cơ hội nào để ai thì... Bao lâu trường mới tỏ tình? Tình cờ là bọn em thi chung trường và cùng đậu vào trường, là trường đại học Bách Khoa. Chỉ khác khoa thôi. Em nhận được tin đó em rất là vui. Nhưng mà lúc em cũng rất là lo lắng. Tại vì trường Bách Khoa thì nam sinh nhiều, nữ sinh ít. Coi như là thỏ thì ít, mà hổ báo thì nhiều. Thành ra em quyết định là trước ngày vào trường là em phải tiên phát chiến nhân, tấn công ngay lập tức. Phải đổ hai gục đồ ngay lập tức. Bữa đó là bọn em được tổ chức đi tham quan đại bản doanh Củ Chi. Và em đã quyết tâm là phải hạ gục đồ ngay ngày hôm đó để không tạo ra một cơ hội nào cho một kẻ thứ ba nào. Trong kẻ thứ ba chiên vào. Thì em mới nghĩ rất là nhiều lời hay ý đẹp và đồng thời mua món quà. Đến cái lúc mà chuẩn bị ra về thì tranh thủ là mọi người đang nhốn nháo là em chạy tới tìm được bạn ấy, lôi ra cái hồ nước trước đền. Anh lôi ra hồ nước trước đền làm gì? Anh lúc anh nói được vài câu xong cái anh tặng em món quà rồi. Anh nói gì? Lúc anh chỉ nói được mấy câu rồi, nhưng mà mình quen nhau lâu rồi, giờ mình cũng thích bạn. Thì bây giờ mình tiến tới với nhau là mình yêu nhau đi. Lúc từ mấy câu em đưa món quà, đó là một cái hình trái tim màu đỏ. Em đưa ra xong em bóp một phát. Em phát là I love you. Rồi nắm tay lắm. Sau đó là bạn thấy bạn ấy cười gật đầu là em nắm tay em lôi về luôn. Sau khi mà quen nhau có bao giờ mà giận hờn nhau? Giận thì không giận, cũng có lần mà em suýt tan vỡ luôn. Lần đó là em phải đi công tác Hà Nội 1.5 năm. Thì sau khi đi công tác Hà Nội thì có một lần về phép là em mới ngỏ lời cưới hỏi đi. Thì tự nhiên thấy bạn ấy trầm ngâm, ba yêu nhau bao nhiêu lâu rồi, giờ còn gì nữa? Bảy năm. Sau đó thì do điều tra ra em mới phát hiện một sự thật rất là sốc. Lúc đó là em bị say nắng một người khác. Thời gian đầu khi anh đi á, em cũng rất là quan tâm tới ảnh. Em gọi điện thoại, em nhắn tin nói chuyện rất là nhiều. Thời gian đầu anh cũng trả lời. Sau đó cái ảnh vơi dần đi. Có lúc mà em nhắn tin xong 2-3 ngày sau anh mới trả lời. Gọi điện thoại cũng không thèm nghe. Sau đó cái em giận, cái em chán. Lúc đó thì bên cạnh em thì lại có một anh chàng cũng rất là đẹp trai, rồi lại quan tâm chăm sóc cho em nữa, làm em bị lung lay. Em đừng nói với chị là em cũng bị say lạnh đó, ngoài kia say rét. Say rét đó, ở đây là say nắng, phải là say rét à? Dạ không ạ, tại vì lúc đó là em tham dự rất là nhiều cuộc họp. Cô bé này gọi tới, đang họp với khách hàng em không nghe được. Sau đó em đi ra thì lu bu, em quên mất, không gọi lại. Nhưng mà sau này về biết được cái đó là nguyên nhân thì em mới là sốc. Chị hỏi em là công nghệ thì nắm ở trong tay. Có chứ khi đi ngủ mới nhắn tin cái ví dụ vậy đúng không? Nói chung là cũng hơi vô tâm. Đúng rồi, vô tâm. Chứ không phải là vì là say rét. Thì sau khi mà thì cổ thú nhận là như vậy, cảm thấy rất là nguy hiểm. Em xin nghỉ phép 2 tuần, em quyết tâm là phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Tức là sốc mà sốc tích cực em ơi, không phải sốc tiêu cực. Thực ra lúc đó em cũng không thực sự hy vọng mấy, là làm hết sức mình thôi. Thì em mới tìm cách em chăm sóc bạn ấy nhiều hơn, nhờ cái sự giúp đỡ của mẹ vợ nữa. May mắn sao sau đó tình hình nó thay đổi. Để hỏi là xã chứ. Cái lúc đó em khó xử không cơ? Dạ có, em cũng phải mất một thời gian dài. Thì sau đó mẹ em biết, mẹ em la, mẹ em bảo là thì người ta mới quen mà làm sao mà mình biết được người ta như thế nào. Rồi người ta còn đẹp trai, còn nói chuyện hay nữa. Thì khó mà tin tưởng được. Trong khi anh thì mình quen lâu lắm rồi. Rồi thì em quay về đó, đến bao lâu thì hai đứa lấy nhau? Làm liền luôn anh, em sợ quá rồi. Em không thể nào để cơ hội vượt qua nữa. Em quyết định là bắt phải ký chung một hợp đồng luôn. Thế là sau khi cưới nhau thì em phát hiện anh chồng em có điều gì đó bất ngờ. Sau khi cưới thì có tật xấu là lộ ra hết. Trước khi cưới anh có hứa là khi nào mà em nấu cơm á, thì anh sẽ rửa chén hoặc là anh sẽ nhặt rau phụ em. Còn sau khi cưới anh chạy luôn. Đó là bài ca bất tận với tất cả những ông chồng trước khi cưới đó em. Em có rửa chén chị. 8 tháng 3 và 20 tháng 10 hàng năm em đều xung phong cưới nữa. Ngoài cái chuyện hứa ra đó còn cái gì nữa không? Anh có tật nghiến răng ạ. Nghiến răng khi ngủ hay nghiến răng khi thức? Dạ nghiến răng khi ngủ. Em mà hễ mà nghiến răng là cổ dựng lên. Trời ơi. Công nhận vợ em hiền vậy. Còn ngoài cái chuyện là bị vợ em đánh trong giấc ngủ thì còn cái gì nữa không? Từ lúc mà yêu nhau thì rất là thỏa thẻ, hôm nay vàng thì em nói gì cũng nghe hết. Đâu có giận giống nay mà. Vậy giờ thành con sư tử. Ồ, đúng không anh? Em rất là nai. Nhưng nay vừa chứ. Ở đây tất cả các anh chị có tin rằng là cô dâu ngồi trên này là một con sư tử nhà không? Có không?
không bao giờ. Thật sự là em rất gần rớt xuống giường đó. Ngoài ra thì vợ em còn có cái gì nữa không? Cũng lạ lắm là trước khi cưới á thì ghen lên bờ xuống ruộng luôn. Sau khi cưới hình như là hết biết ghen. Trước khi cưới mà có một lần á, khổ mượn cái bóp của em, trong đó em để quên một tờ giấy. À, sau đó lần đó là ghen cho em tan nát luôn, tan thành luôn. Một tờ giấy đó ghi cái gì vậy? Dạ, tờ giấy đó là lời chúc mừng sinh nhật của một cô bạn gái cũ của ảnh. Anh để trong đó mấy năm liền rồi. Cho nên em mới thắc mắc, em hỏi tại sao anh phải để như lâu như vậy, anh không lấy ra. Cô bắt em phải tự tay cầm tờ giấy đó, mở cho khác. Cảm giác là chồng em có một cái gọi là đầu tư, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đầu tư quá mức luôn chứ ai để quên năm rưỡi như vậy, đúng không? Nhưng mà tại sao em lại hết ghen? Lần đó là công ty em tổ chức thi kêu vũ. Giống như bắt cặp không biết làm sao mà em được bắt cặp với một cô thư ký xinh đẹp, dễ thương. Khi mà biết cái đó là em cũng thử xem vợ mình còn ghen không. Thì khi tập á là bọn em nhảy kiểu rumba rất là tình tứ. Em rủ vợ em theo. Cái con cô kia thì cũng rủ bạn trai theo. Anh biết kiểu rumba rồi, nó sẽ có những động tác rất là gợi cảm tình tứ. Đó. Ôm eo rồi. Thì có một cái động tác rất là gợi cảm là em phải nâng cô bạn gái lên và áp mặt vào nhau như thế này, giống như là đang hôn nhau vậy đó. Em liếc qua thì thấy anh bạn trai của cô thư ký đó mắt long lên sòng sọc, mặt bình lại, rất là máu dồn lên mặt. Em liếc vào cô này cười te. Đã vậy xong đó cùng lại chỉ em ở động tác thì còn phải tình tứ hơn nữa nè. Tại sao vậy em? Anh nhảy rất là dẻo hơn cái cô kia nữa, lắc mông trời dẻo lắm. Cái em thấy mắt cười của em quên luôn, em không để ý luôn cái chuyện đó luôn, cái vụ ghen à. Rồi sau đó là sao? Thì sau lần đó là em không dám bắt cặp với ai nhảy nữa. Nhưng mà cuối cùng là có khi vũ trong cái đêm tiệc không? Dạ có. Thực ra là đó chỉ lọt là lọt có một lần đó thôi đúng không? Chứ còn dễ gì mà không ghen. Trời ơi, vui vẻ hạnh phúc quá. Vậy là các bạn còn muốn ở nhau cái gì hơn như vậy nữa không? Em cũng cần ảnh thay đổi. Và ảnh cũng khá là tự tin và khá lạc quan vào cuộc sống. Tự tin về nhiều việc quá cho nên là nhiều lúc mà ảnh làm những cái vấn đề á mà anh không có lường trước được hậu quả. Em nói anh lạc quan vậy em có thấy em bi quan? Dạ có. Anh vẫn hay nói là em bi quan. Em nghĩ là em không phải là em bi quan mà em chỉ nghĩ là em nghĩ trước tất cả lo những xa. Cái nhưng mà nhiều khi lo quá xa. Tức là biệt với Cần Long 10 mét thì lo tới cả cây số. Cái người vợ lo xa là cái người vợ mà sau này á chồng và con sẽ được nhờ. Còn trong cuộc sống á thì với người đàn ông cái tự tin là cái rất là quan trọng, nhưng đừng liều. Nhất là trong vấn đề làm ăn. Đừng bao giờ liều mà gọi là liều mạng. Xin cảm ơn hai bạn. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Chắc em giới thiệu trước ha. Dạ, con là tên là Tôn Nữ Xuân Quyên và năm nay con 33 tuổi. Thì vợ chồng con cùng kinh doanh ạ. Quyên là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Dạ, con ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Quyên là gì? Dạ, con là đến từ gia đình chùm sò, thì chùm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ốc ngọc trai. Gia đình chùm sò. Dạ. Quá dễ thương. Rồi mời bạn. Xin chào chú Thuận với chào cô Vân. Con tên là Phan Phúc Thịnh. Thì con là dân Đồng Nai. Thì con năm nay khoảng 36 tuổi. Khoảng 36 tuổi. 36 là không có được kêu bằng chú. Khoảng 36. Khoảng 36 là gần 35 với 36 hả? Thì đó, nửa 35 với 36. Tôi năm nay có 39 đó mà kêu bằng chú thì không biết nữa. Anh được rồi, 39 nghe chưa? Không có nhận là bằng chú. Ủa em 39 thiệt hả? 39. Xạo. Đúng rồi, 100 năm nữa em vẫn 39. Em lấy số 4. Sao? Em tên gì? Dạ em tên Thịnh. 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 Thịnh Nguyên. Thịnh làm nghề gì? Dạ hiện tại thì Thịnh đang kinh doanh cùng với bà xã luôn. Là kinh doanh về chùm sò luôn á hả? Dạ. Vợ chồng chùm sò. Cây bút. Dạ. Rồi. Không biết rằng là hai bạn cơ duyên nào gặp nhau ta? Rồi tình yêu nó nảy nở như thế nào? Và lần đầu tiên gặp nhau, bốn đôi mắt chạm vào nhau thì ấn tượng gì về nhau? Em đó. Đoán em, giờ chỉ cần em đoán đó. Trời em đi lượt ốc hay là gì đó. Không? Một đi, ngày đẹp trời. Đi biển xong rồi đi, hai người đều đi lượt ốc á, đi kiếm ốc. Trời ơi. Gặp nhau rồi, dành đó. Nhau con trai, con sò, con ốc gì đó. Phải không? Thì cái đó là kiểu như là đi cạo sò ốc để bán ốc. Đó, bán ốc. Gia đình trùm sò mà. Phải không? Không, chắc là gì nè. Ông này là đi ăn ốc. Gặp bà này bỏ mối cho cái quán ốc đó, mấy con sò lông rồi sò tô sò bổ gì đó. Mấy con gái này trời đi buôn ốc rồi xinh quá. Thấy là ổng cười luôn, đúng không? Chỉ có đúng một chi tiết thôi anh. Là chi tiết gì? Là em gặp bà xã của em ở biển thôi.
ở bãi biển thôi. Tôi đoán. Nếu mà nói gặp ở biển là tôi đoán. Phải không? Đó, tôi đoán là hai người đi biển. Mà dính cái vụ biển thôi, nhưng mà còn cái vụ mà đi cào nghêu cào sò đó. Cào nghêu cào ốc là không có. Sao không có? Cũng miệng bà. Thì tôi đoán thì cái đó trợt. Coi như tôi được 50. À, còn vụ ăn ốc là trớt quớt rồi. Là trớt quớt. Rồi bây giờ để hai chồng kể đi, hai chồng chùm sò. Sao gặp nhau biển rồi sao nè? Có cào ốc không? Câu chuyện đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Dạ, dạ thì lúc đó con là khoảng 18 tuổi ạ. Thì năm lúc đó con vừa mới con đi du học năm lớp 12, xong rồi mới trở về Việt Nam cho mùa hè thì chuẩn bị là sang đại học cho 4 năm đại học. Thì tự nhiên là cùng có một cái nhóm là nhóm độc thân. À. Thì gọi là cái nhóm độc thân đó là các bạn độc thân chơi với nhau. Có thì có không? Dạ có. Thì có tổ chức đi Vũng Tàu. Thì lúc đó mới đi Vũng Tàu thì con ngồi trên bãi biển thì ảnh mới tự nhiên ảnh bị chuột rút, ảnh tắm xong ảnh bị chuột rút, xong ảnh mới lên ảnh ngồi chung thì tự nhiên hai bên bắt chuyện với nhau thì thấy rất là hợp và nói chuyện cả tiếng đồng hồ thì cho nên con cảm thấy rất là hợp, cho nên ngày hôm đó thật ra cách đó thì còn hai tuần nữa là con quay trở lại bên Mỹ rồi thì con mới nói là vậy thì có thể ngày mai thì anh có đi hẹn chơi với em không. Thì sau ngày hôm sau thì con rủ anh đi đánh cầu lông với lại đi chơi boy kem. Nên là tự nhiên cái cuộc hẹn đó tưởng là chỉ có một tiếng nhưng mà thành ra nó chơi 5-6 tiếng đồng hồ. Và nói luôn. Chuyện suốt luôn và tự nhiên cảm thấy rất là hợp luôn. Mọi thứ nó tự nhiên cứ nói chuyện ra. Và rồi thật ra là vài ngày là con sẽ đi con sẽ bay. Thì con mới tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là bình an cho nên con mới nói đó là vậy thì con biết cái nốt trên anh đó là con thích ảnh và con anh thì ảnh mới trả lời lại thì lúc đó mình đâu có cái điện thoại, con phải xài điện thoại của ba tự vì về rất là ngắn cho nên không có điện thoại cho nên nhắn và ảnh sẽ nhắn lại qua tin của ba thì ba mới đưa lại cho con coi cái tin nhắn anh trả lời là anh nói quên ảnh đi thì tại vì anh nói là anh ấy chưa sẵn sàng và anh mới chia tay bạn gái khoảng chừng 4-5 tháng trước thì cái con mới nhắn lại với ảnh đó là vậy thì khi nào anh sẵn sàng thì anh báo với em. Mà cô bé này lúc đó mới có 18 tuổi thôi. Dạ. Như vậy Thịnh lúc đó là đã 22 tuổi rồi đúng không? Dạ, lúc đó là 3 tuổi đúng không? Lúc đó là em đang học sinh viên đại học. Tôi nghe nè. Tại sao bây giờ phải hỏi phải cái suy nghĩ của Thịnh chứ tại sao lại như vậy? Thật ra thì đúng như bà xã của em nói là lúc đó em đã chia tay cái người bạn gái trước. Thì lúc đó thì cũng nói chung đó là cảm xúc nó cũng không có ổn định lắm. Đó, thì lúc đó mình cũng lẫn lộn là tại chắc buồn quá rồi mất công rồi muốn kiếm người để cho đỡ buồn thì nó kêu mình cũng không có muốn như vậy. Đó, thì mặc dù lúc mà gặp Nguyên thì rất là thích, rất là hợp nhưng mình không có chắc chắn cái cảm xúc của mình lúc đó. Nên đó là đó lý do là sao mình trả lời thôi, không khoan từ từ đi. Chưa có sẵn sàng. Với lại thực sự lúc đó chị cảm nhận là em không đủ dũng cảm để mà em tiếp nhận một cái tình yêu xa. Đúng không? Bởi vì mình vừa hụt hẫng ở đây xong. Mình vừa hụt hẫng xong rồi bây giờ cái người mà mình cảm thấy hợp á. Mình sợ là nếu mình yêu xong lại cách xa như vậy mình chịu không có nổi cái cảm xúc đó. Đúng không? Cho nên là em đành phải nói câu đó. Nhưng thực sự trong tâm em là em sẽ muốn một câu trả lời khác. Là đúng không là không em không quên anh đâu là câu em muốn em không thể quên anh được hoặc là chúng mình sẽ thế này thế nọ thế kia đúng không. Nhưng mà khi mà Thịnh nhận được một cái tin của Nguyên là khi nào anh sẵn sàng thì lúc đó em như thế nào, em suy nghĩ như thế nào? Lúc đó là em đổi ý lúc đó là em nhắn lại liền là ok thì mình sẽ tìm hiểu. Nhưng mà lúc đó là em rất vui đúng không? Rất vui. Chứ nếu như em nhận được cái tin thôi vậy thôi nghe anh hoặc là im re luôn là chắc chắn rằng là thôi là cô ấy bay đi luôn rồi đó thì là buồn đó. Để tôi nói đó bởi vì nhắn như vậy nhưng mà thực sự trong lòng là muốn một câu trả lời ngược lại cho nên là người ta vừa mới nhắn lại cái là ông chụp liền sướng chứ đúng không? Chụp đúng liền không? Trời ơi anh nhưng mà liền. Như vậy là cô bé này rất là chín chắn mặc dù mới có 18 tuổi mà xử sự như vậy là rất là ok. Chính vì khéo léo như vậy cho nên bây giờ mới có một cái người chồng mà rất là tâm đầu ý hợp như thế này đúng không? Ôi như vậy là nghĩa là qua cái tin nhắn ok là coi như là đã ấn định cái việc là ok chấp nhận tìm hiểu nha. Ảnh không nhắn lại liền nữa mà ảnh khoảng
một hai ngày sau á, thì lúc mà con vừa mới đáp máy bay xuống Mỹ thì con mới check in vào trong ký túc xá rồi thì mới mở máy tính lên thì ảnh mới nhận tin nhắn của ảnh. Thì cho nên lúc mà ở trên máy bay thì tâm trạng của con thì con cũng không phải vui nhưng mà cũng không phải buồn, tại vì tình cảm nó không có phải tự nhiên đùng cái nó mất, mà nó cũng không nó dạ nếu mà nó thật thì nó sẽ cứ như vậy, người ta nghĩ sao thì cũng kệ, cho nên con cũng không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà thật ra đó cũng là lần đầu tiên mà con dám nói, chứ hồi trước đó là thích ai thì con phải chờ một năm sau để mình coi mình còn thích người ta hay không thì mới dám nói. Ủa nhưng mà tại sao hà cớ gì tới 2-3 ngày sau ông muốn nhắn trả lời ta vậy? Thành cái đó em cũng không trả lời được, cũng không nhớ nữa. Hay là do em suy nghĩ để mà đâu, ủa tức là em không trả lời liền, đúng rồi, 2-3 ngày sau mới trả lời là về tới Mỹ rồi. Dạ, mới trả lời rồi viết một cái mail, viết một cái mail. Dạ. Cái mail là viết sao còn nhớ không? Anh cũng không nhớ. 11 lâu năm quá rồi. À. Lâu quá rồi em. Hơn 10 năm rồi. Thôi như vậy là chấp nhận tìm hiểu xa. Lúc đó là yêu xa mấy năm cơ? À, khoảng 4 năm. Wow, yêu xa 4 năm luôn. Ôi nhưng mà đó đâu phải gọi là yêu đâu, chứ yêu mà. Chỉ là tìm hiểu xa. Và phải tỏ tình, phải chấp nhận em là bạn gái, anh không, em ok thì mới gọi là yêu chứ. Thì như vậy nhưng mà đã đồng ý với nhau rồi. Nói là bên đây là đã nói là em chờ đến khi nào mà anh đổi ý thì bên đây mới nói nếu vậy thì chúng ta cứ như vậy nhé, là coi như là họ đã đồng ý yêu xa rồi. Vậy hả? Dạ. Như vậy là coi như là lấy cái cột mốc đó là cột mốc coi như là hai bạn yêu nhau. Dạ. Đúng không? Coi như là chứ chưa phải đúng. Là tìm hiểu mà là yêu luôn. Yêu đó, yêu xa. À, như vậy chắc khó khăn lắm đúng không? Dạ. Rất trong là thời khó. Gian đó. Nhưng mà xinh đẹp như cưng như vậy á, ở bên kia học thì chắc chắn là phải có nhiều người theo đuổi rồi, đúng không? Dạ. Đúng không? Thì cái người ở lại châu Á thì có Hàn Quốc nè, có Thái Lan nè, có Trung Quốc nè, Nhật Bản nè, rồi du học sinh Việt Nam nữa. Chưa kể mà chưa kể là Tây Mỹ thì có Ý nè, Mỹ nè, nó sao? Rất là nhiều. Sao cưng? Bên nào ghen bên nào? Kể nghe coi chơi. Dễ thương quá, con gái bên cô gái bên chú. Dạ, thì ngày thật ra cái thời gian đó nó cũng rất là buồn, là rất vui vì ảnh bắt đầu cả hai bên cùng tìm hiểu, nhưng mà nó đang ở xa cho nên mọi thứ cái khó khăn hay là có cuối tuần mình cũng ở một mình hết. Và đặc biệt buồn ở chỗ đó là tại vì lúc đó thì con không có về mỗi năm mà là cứ 2 năm con mới về một lần. Cho nên con nói ảnh đó là anh chờ thì 2 năm nữa mình gặp. Rồi thì cứ con đếm từng ngày luôn á, con đếm từng ngày cho tới ngày về luôn. Thì nhưng mà có một cái sự kiện đến, đó là tại vì anh ấy sẽ đi có một cái chương trình mà là chương trình anh ấy sẽ đi giúp đỡ cho những người khác trong vòng 2 năm và anh sẽ để dành tiền và anh sẽ đi giúp đỡ cho người khác trong vòng 2 năm đó và sẽ không có nên bận tâm với những chuyện yêu đương hay là vân vân. Thì đó là điều tốt và anh muốn làm khi mà anh chưa có kết hôn. Chính vì vậy mà con cũng ủng hộ cái việc đó. Nhưng mà cái ngày á thì đây là cái chương trình của Mỹ thì cho nên họ sẽ đưa cái ngày cho mình và mình được gọi ngày nào thì mình sẽ đi ngày đó. Thì con ảnh được gọi đi một tuần trước khi con về, mà trong khi mình đã định đó là sẽ gặp một tuần hai tuần rồi con lại đi lại thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Thì nó đã rất là buồn, cho nên tại thời điểm đó thì thật sự là con vừa đi làm mà con vừa khóc luôn, khóc rất là nhiều. Tại vì cái ngày hôm trong đó đếm từng ngày từng ngày á. Dạ. Mà về thì là về Việt Nam lại ảnh đi. Ủa nhưng mà ảnh đi Mỹ luôn hay sao? Dạ không, ảnh đi ở Campuchia với lại ở Hà Nội. Là đi 2 năm luôn hả? 2 năm. Dạ. Là về là không gặp. Dạ. Thế là lần đó con về là không gặp ảnh luôn. Rồi, dạ. Dạ đúng rồi. Anh đi trước một tuần. Thì có nghĩa là hai bạn là hoàn toàn là 4 năm mới gặp nhau. Dạ. Wow. Nhưng mà lúc đó FaceTime đồ chưa có phát triển mạnh như bây giờ đúng không? Dạ, toàn là webcam. Với lại mình cũng ngại á, cho nên con chỉ có chat với nói chuyện điện thoại thôi chứ không có dám video. Nhưng mà cái lúc về mà không gặp người yêu mình á, lúc đó tâm trạng con như thế nào? Và Thịnh cũng vậy, đi qua đi làm một công việc tốt ở nước bạn như vậy thì cái tâm trạng mình không gặp được cái bạn gái mình thì lúc đó là sao? Con nghĩ là lúc đó bị sốc, mà con nghĩ giờ lúc đó là lúc mà con nghĩ là con hiểu cái người tâm thần là như thế nào. Tại vì con không tập trung như được làm gì hết á. Trong vòng mà về đây dự định con định bỏ cả một cái semester để về. Nhưng mà rồi bỏ semester rồi, một học kỳ rồi nhưng mà ảnh lại không có mặt. Dẫn tới là cả một cái học kỳ đó là con không biết làm gì ở Việt Nam luôn rồi, như tâm thần vậy. Là bao lâu? Con hỏi Việt Nam bao lâu? Dạ khoảng, lúc đó thì về chơi được khoảng 3 tháng ạ.
Trời ơi, 2 năm thì chưa 3 tháng trời không biết về để làm gì luôn á hả? Về thì gặp gia đình cũng vui nhưng mà nó hơi nó chống chính á, tại vì là mình đã lỡ mình đếm từng ngày từng giờ để mình được về. Rồi mà giờ mình phải đếm lại. Con sao con lúc đó sao con không mua vé con đi qua bên bển qua đi kiếm bạn trai mình ta? Dạ có, con có làm vậy nhưng mà cái quy định đó là ảnh nên tập trung vào trong cái việc phục vụ người khác nhiều hơn. Cho nên khi mà con đến thì ảnh để lại một cái lá thư đó là rồi sẽ hẹn ngày mình gặp nhau chứ bây giờ ảnh muốn tập trung vô trong thời bình thời bình mà cứ giống như thời chiến vậy đó trời ơi viết một lá thơ còn mình thì sao thịnh hỏi nè thịnh có theo một cái tổ chức nào mà bên đạo được không? Dạ đúng rồi, thấy chưa? Dạ. Thì hai năm em đi truyền đạo. Thì khi mà đi truyền đạo thì sẽ tập trung vào cái công việc truyền đạo thôi. Thì nói về mặt cảm xúc thì nói chung là nó khó lắm. Thật ra là khuyên các bạn trẻ nếu mà được thì tốt nhất đừng yêu xa. Yêu xa rất là khổ, rất là khó. Mình không giải quyết được vấn đề về cảm xúc của mình, tinh thần của mình. Thì phần của em thì trong 2 năm đó cũng rất là khó luôn. Rất là khó. Đặc biệt là 6 tháng đầu tiên rất là khó. Và sau đó là phải quyết định là phải xử lý vấn đề này về mặt cảm xúc. Nên là mình thôi chuyện này gác lại qua một bên. Rồi khi nào về rồi tính tiếp. Chứ bây giờ là tại vì mỗi tuần thì em vẫn trao đổi thư với bà xã của em. Đó. Cũng nằm lâu lắm. Nên là xong là thôi quyết định thôi mình tập trung vào cái công việc. Rồi sau đó cũng khuyến khích bà xã thì cứ tiếp tục hoàn thành cái việc học. Còn bên đó thì có anh nào thì cứ hẹn hò bình thường. Quen thì cứ quen bình thường. Có nếu mà có gặp ai muốn chọn thì em cứ chọn, không sao hết. Ổn bình luôn. Nhưng mà hỏi hai đứa này, trong thời gian đó là hai đứa có say nắng với đối tượng nào khác không? Anh chắc tập trung hơn con. Tại vì... em thì không có. Dạ. Nhưng mà thì lúc đó thì chú con... biết là Quyên là ở bên đó với một cái nhan sắc này. Thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều anh theo đuổi mà đa quốc gia luôn á. Thì biết đúng đó không? Thì chắc đó. Chắn bây giờ hỏi về phía Quyên thôi, con có say nắng ai không? Dạ con có say nắng, con có thích. Tại vì đôi khi nó cô đơn quá. Đúng rồi, thật sự biết. Là cũng gặp 3-4 người rất là tuyệt vời, ví dụ như và mình cũng không biết là điểm xấu nào ở họ nữa mà mình lại từ chối nữa. Cho nên mình chỉ vừa là bạn nhưng mà họ cũng theo đuổi ví dụ như có người thì là thạc sĩ ở bên đó rồi mình cũng không thấy điểm xấu. Rồi có người thì ba người Việt thì anh ấy học rồi anh ấy ngày nào anh cũng đi bộ chung với mình về, tại vì ở bên Mỹ thì cái thư viện đóng lúc 12 giờ đêm á, cho nên anh sẽ luôn luôn đi bộ về tới nhà với mình để mà đảm bảo mình về an toàn. Thì trong vòng 6 tháng trời anh cứ đi chung với mình mà không có nhận được câu trả lời và mình cũng rất là rung động. Rồi cái cũng có một anh người Mỹ cũng có, và anh ấy rất là dễ thương và rất là đàn guitar rồi chơi và dạ, nice lắm mọi thứ luôn ạ. Mà mình không tìm ra được điểm gì hết để chê hết, nhưng mà tại cái và anh còn học cái nấu bò kho nữa, hoặc là nấu những món Việt cho mình ăn thì rất là nice luôn. Nhưng mà mình cứ ở trong cái thế là mình rất là yêu ảnh, nhưng mà cái người này lại ở bên cạnh của mình và suốt mấy năm trời. Nhưng mà tại cái thời khắc quyết định đó, thì lúc đó là lúc con cảm thấy nó quá khó khăn, xong rồi con mới nói thôi. Thì tại lúc mà con thời điểm con mệt á, mệt mà lúc mà mình đồng ý là ảnh sẽ đi thêm 2 năm nữa mà không biết khi nào, thì con nói thôi hay là tạm dừng một chút xíu để em suy nghĩ. Nhưng mà tại cái thời khắc đó thì xong cái ảnh đồng ý luôn và ảnh rất là tôn trọng và ảnh không liên hệ trong vòng 3 ngày kế tiếp. Và dẫn tới đó là tự nhiên mọi tại cái đêm đó thì mọi cái kỷ niệm nó lại về hết cho tất cả mọi thứ mà ảnh với mình đã trải qua, đã những cái lời buổi chat, buổi nói chuyện vân vân, là kỷ niệm nó về hết. Dẫn tới là bên mình đang hơi say nắng người kia và mình đang hơi mệt với lại cái tình cảm này, nhưng mà tự nhiên tại cái đêm đó thì mình lại lại thấy rất là rõ ràng đó là mình không còn tình cảm chính xác nữa với lại bên này. Và từ đó trở đi thì con dứt khoát được sau 3 đêm mà con khóc ròng luôn á, thì tại vì nhớ lại cái mọi kỷ niệm thì con mới cố gắng liên hệ lại. Thì lúc đó ảnh 3 ngày ảnh cũng phải cố gắng để ảnh vượt qua,
Thì sau đó 3 ngày thì ngồi nói chuyện lại thì lúc đó đã rất là xác định rồi ạ. Là chấp nhận là yêu xa để mà hai người là của nhau đúng không? Dạ, là xác định là con sẽ ráng chờ thêm 2 năm nữa. Nhưng mà còn Thịnh thì sao, lúc mà cổ nói cái gì mà anh cho em thời gian để em suy nghĩ lại, lúc đó Thịnh có sợ là mất rồi? Không. Không, mà Thịnh cũng ok mà. Lúc đó là em đã rất là mở rồi. 6 tháng đầu tiên là 6 tháng khó khăn. Mà sau đó thì về mặt cảm xúc thì em cũng đã tự giải quyết được. Và lúc đó thì cũng có nói với bà xã là em cứ thoải mái, em cứ lựa chọn cái quyết định tốt nhất cho mình, không cần phải ràng buộc gì với nhau hết, như vậy là khỏe nhất. Nhưng mà cuối cùng tình yêu của các bạn dành cho nhau nó quá lớn, nên chính vì vậy mà nắng cỡ nào đi nữa cũng có cái nó che à. Đúng không? Nhưng mà bây giờ mình phải hỏi cái này nè. Sao 4 năm luôn? Sao 4 năm lúc đó. Mà cái ngày đầu tiên mà các bạn gặp nhau á, lúc đó là sao? Thì một gặp, cái cảm xúc đó quá đúng không? Hả? Thì đó thì phải vậy thôi chứ sao vậy? Bây giờ nè. Kể đi, muốn biết câu chuyện các bạn như phim. Tôi rất muốn biết cái là sao 4 năm lần đầu tiên các bạn chạm mặt nhau là ở đâu? Ở sân bay. Ở sân bay. Lúc đó không, anh về rồi, anh qua nhà cả. Qua nhà đúng không? Dạ. Là không ra sân bay đón. Không hả? Ra sân bay đón. Em đã không ra sân bay đón. Tại sao vậy? Anh về trước ạ. Anh về trước rồi xong một tháng sau con mới học xong. Thì con đã cố để mà học không, xong. Không biết rồi. Nhưng mà ý chú muốn hỏi là tại sao Thịnh lại không ra sân bay đón bạn gái mình? Tại vì về mặt tâm lý lúc đó thì cảm thấy là chưa có sẵn sàng. Mình thấy là quen nhau cũng lâu rồi nhưng mà mình cũng đi công việc cũng lâu rồi, và bạn gái mình ở bên đó thì cũng học rồi, mình có gặp duy nhất một lần là cái lần mà đầu tiên gặp thôi, Vũng Tàu vũ trụ cúc rồi bây giờ cái lần thứ hai là sao đây, gần 4 năm rồi. Mình không biết là sao ta, bây giờ mình phải cư xử như thế nào nữa, nên là mình kêu thôi bây giờ nếu mà mình đi gặp rồi mình tới mình gặp gia đình của bà xã mình rồi mình nói làm sao. Đúng mình rồi. Nói lẽ là con là bạn trai của Quyên rồi. Ông bà già vợ của mình nó ủa là làm sao không biết gì hết. Lúc mình cư xử làm sao mình cũng ở vào cái thế khó, nên lúc đó là mình nói kêu thôi vậy thì cứ để cho Quyên gặp gia đình trước đi, mọi việc đâu rồi đấy rồi sau đó mình chủ động mình gặp sau thì nó sẽ dễ hơn. Đó lý do là sao em không có ra sân bay. Rồi sao rồi thôi bỏ cái vụ sân bay luôn, chạm mặt đi bây giờ cái lúc chạm mặt đi, lúc chạm mặt đó chạm mặt ở nhà đâu đúng không? Ở đâu anh nhớ? Ở nhà. Thì gặp ở nhà thôi, gặp. Là nhà ai? Nhà Quyên ở nhà Thịnh? Dạ, qua rồi. Nhà Quyên. Đó, là gặp Quyên, gặp phụ huynh luôn. Đúng không? Rồi sao? Dạ. Lần đầu tiên chạm mặt nhau, nó sao? Con gái, con đã đếm từng ngày rồi, cho nên con thật sự rất là mong chờ cái ngày được gặp. Và con thật sự là đếm là còn 500 ngày, còn 400 ngày, rồi còn 300, rồi xuống còn 60 ngày, rồi xuống còn 1-2 ngày thì con đã rất là muốn gặp rồi. Tại vì trong cái thời gian nói chuyện thì con cũng ngại, anh cũng ngại nên không có nói chuyện video, cho nên cũng không có thấy mặt đâu ạ. Nhưng mà mình nhớ thì dạ thì cái ngày gặp nhau đó mình ảnh thì như những gì mà mình nghĩ thôi, thì con gặp rất là rung, nhưng mà mình đã học ở bên Mỹ về thì mình phải control được cái cảm xúc đó, thì thấy ảnh thì rất là vui rồi ạ. Còn Thịnh cũng bình thường, em cũng gặp bình thường thì cũng nói chuyện bình thường thôi. Không mà dĩ nhiên là không có lầm nhau rồi, không có gì luôn. Không em không bảo cho tôi hình dung nghĩ đi, không có làm phim nữa. Gặp không nhau có làm phim gì tập này chạy, nữa. Chạy chạy tới ôi mình mặc cho phụ huynh đứng dưới bên. Chị Dân đó. Anh Thịnh em em Quyên nè. Anh Thịnh trời sao ơi mà, giống như anh đổi với chị Quyên á nhớ không? À. Trời ơi chị Quyên á trời ơi. Trời đất ơi sao mà các. Rồi sau đó là sao? Sau đó thì tụi em tiếp tục hẹn hò, gặp trực tiếp nhiều hơn, dành thời gian với nhau nhiều hơn. Bắt đầu mới nắm tay lần đầu tiên. Có những cái cảm xúc nắm tay. Sau mấy ngày thì nắm tay. Kể chắc nắm liền luôn á. Nắm tay nồng nàn rồi sao? Cái lần. Ủa tụi con cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 11 ạ, à. Quen nhau 14, 15 năm rồi. Rồi sao? Cưới nhau được 11 năm rồi. Chạm mà tay. Cái chuyện xảy ra nó cũng là biết nhau là biết mười mấy năm trước. Rồi. Xa nhau 4 năm, rồi về gặp lại nhau ha. Rồi bao lâu mới cưới? Dạ 8 tháng. 8 tháng. Là con đâu có quay về Mỹ lại nữa không? Dạ không. Ở đây luôn? Dạ, con về luôn ạ. Về luôn là chắc là những gì ông này là đúng không? Dạ, đúng rồi. Là sau 8 tháng là lấy nhau. Rồi dạ. Ông này 4 tháng thì ảnh cầu hôn rồi 8 tháng. Nhưng mà trong cái 8 tháng mà mình va chạm cụ thể trực tiếp với nhau như vậy thì có nảy sinh những cái tính cách mà không phù hợp không? Có cãi nhau, có ghen tuông, có gây lộn, có này kia nọ không?
có một cái bức tường mà phải vượt qua, là tại vì nó không có thoải mái, ảnh cũng không có thoải mái lắm. Về cái là gì? Về mặt cảm xúc mà. Là, về mặt cảm xúc. Là tại vì dù sao thì cũng 4 năm không có ở cạnh nhau á, cho nên bây giờ phải học cách để mà đúng giải rồi. Quyết cùng với nhau, rồi học cách để chia sẻ với nhau mà không phải chia sẻ dạng nói chuyện nữa, mà là gặp trực tiếp ngồi nói chuyện với nhau. Rồi bây giờ ảnh cũng không, ảnh cũng rất là giống như yêu thì rất là nhiều, nhưng mà bây giờ cũng không biết bắt đầu làm sao hết, thì phải có một cái bức tường đó, nó phải đập vỡ. Phải từ từ đi, từ từ thì đúng ảnh không? Nói, dạ, và ảnh nói cho ảnh thời gian. Con á thì con về vì ảnh, cho nên con thấy hết. Con cũng không biết là bước tiếp theo như thế nào, thì cái cảm giác đó nó hơi khó chịu. Hiểu. Và không biết là ảnh có sẽ tiến tới với mình hay không, thì nó có hơi khó chịu. Nhưng mà đến 4 tháng sau là ảnh cầu hôn. Dạ. Đúng dạ, không? Đúng rồi. Và cái bức tường đó chắc tôi nghĩ là nó xây nó cao trong khoảng chừng tháng đó. Bao nhiêu không lâu thì đập được cái bức tường nghĩ đó? Chừng tháng. Dạ, khoảng 2 tháng. Đến bức tường Bắc Linh dễ sợ lắm. Nhanh lắm chị ơi, tại vì họ yêu nhau lắm mà. Đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là công việc của con. Dạ. Của Thịnh á là có khó khăn gì không? Không, lúc đó thì công việc của em rất là thuận lợi. Thì có đi làm việc cho công ty nước ngoài. Sau đó thì lương cũng tốt. Thì sau khi mà có lương thấy cũng ổn, thì lúc đó mới có ý định là thôi thì kết hôn với bà xã. Cầu hôn. Mà cầu hôn có lãng mạn không Nguyên? Dạ, nóng với lại khô và gió, thì lúc đó ảnh rủ đi trên leo núi Bà Đen đó mà nó rất là nóng và ảnh không có chuẩn bị cái nhẫn, ảnh chỉ lấy cái dây cỏ. Nhẫn cỏ. Cái thời điểm đó là nhẫn cỏ em ơi, cái thời điểm đó là nhẫn cỏ là màu đen đó. Cầu hôn trên núi. Dạ đúng rồi, và nó rất là nóng. Nhẫn cỏ cho em không, đó. Không lên tới nổi nữa, cái ảnh nói vậy thôi đứng đây cũng được. Rồi sao Nguyên, sao Nguyên, cái lúc đó là sao? Dạ lúc đó thì lúc đó thì thật sự đang rất là nóng mà không có gió luôn ha. Và nó đang mồ hôi nhễ nhại mà ảnh cầu hôn thì cái đó là cái điều mình mong nè, cho nên mình cũng vui chứ, nhưng mà cái ấn tượng của nó là nó nóng tại thời điểm đó rất là nóng. Nó nói chung là nó cũng lãng mạn gì hung á. Lãng mạn gì hung á. Nóng quá không lãng mạn nổi thật sự. Đúng rồi á. Giờ thì con muốn đi xuống thôi ạ. Cũng nóng quá. Lẹ cho rồi đó. Nhưng mà là cái chuyện đó là cái chuyện phải tới thôi. Đúng không? Rồi hai bạn là 4 tháng sau cưới. Nhau, lấy nhau xong về là có con liền không hay là đi chơi bời đã đời rồi mới có con? Dạ, 3 tháng sau thì là mới bắt đầu có nghĩ tới việc có em bé. Và cũng là thời điểm khởi nghiệp lần đầu tiên luôn, thì cái khó của con hồi mới bắt đầu kết hôn đó là vừa làm quen với chồng, vừa lại bắt đầu có bầu. Xong rồi vừa là khởi nghiệp và ra những cái quyết định rất là sai, cho nên mất tiền hết sạch luôn, mất tiền phải 3-4 tỷ bạc, là mất sạch tất cả những gì mình có. Thì dẫn tới đó là mất 7 năm sau thì con phải làm để trả lại cho những gì mình đã gây ra cái quyết định sai. Là hai vợ chồng cùng làm giống nghiệp. Như là 7 năm giống để mà kiếm lại 3-4 tỷ đó, để 3-4 tỷ để trả nợ đó. Dạ, thì mình sẽ cố gắng để duy trì cái việc đó. Rồi tới năm 2018 thì mới lập ra cái công ty khởi nghiệp thứ ba. Coi như là cái trùm sò nó đã cứu lại tất cả mọi thứ. Dạ. Đúng không? Trùm sò đã cứu lại tất cả mọi thứ. Nhân nhắc cái vụ trùm sò thì cũng phải hỏi luôn. Cái về kinh doanh sò của con nó là như thế nào? Dạ, con làm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ngọc chai, giống như có cây bút ở trên cái ảnh. Cái sản phẩm đây là cái thì, mình nhìn này giống như đá xà cừ vậy. Dạ đúng rồi. Vỏ sò. Và có vàng với lại vỏ sò. Thì mình muốn trở thành như quà tặng quốc gia của Việt Nam, giống như Mont Blanc vậy. Ngoài viết ra thì còn là những mặt hàng nào làm bằng sò? Nếu mà không nói, nếu mà bạn cái viết này, nếu mà cần focus vô, nếu mà không nói là bằng sò, bằng ngọc, vỏ chai thì mình cũng không có đoán ra được. Mình không đoán ra được tại vì nó rất là đẹp, nó giống tinh như đá. Xảo nha. Đúng không? Nó giống như là các loại đá mà đá quý vậy đó. Nhưng mà chứ em mời không, cái này nó sẽ là một cái gọi là đặc sản của gọi là Sài Gòn. Công gọi là tiểu thủ công nghệ, gọi là tinh xảo của Việt Nam mà đặc sản của Việt Nam. Này là
mấy ông nước ngoài đó. Chữ M là gì gì con? À, là tại vì khắc cho khách đó là một trong những cái mẫu đầu thì cần có khắc cho khách. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó là cái logo cánh bướm là Blue Sài Gòn. Nữa ha, mình mạ vàng cái này nó là vàng. Dạ, đó là vàng trắng. Dạ. Này vàng trắng đó. Vàng trắng. Nào khắc cái chữ tờ ở nhớ đưa cho chú nha. Dạ, dạ vâng ạ. Trời, chúc mừng nha. Quá rồi. Ok, thôi bây giờ mình tới cái vụ kia đi chị Mộc ạ. 11 năm chung sống rồi. 4 năm yêu xa. Chắc là những cái thói hư tật xấu á, dường như cũng quên đi đó là thói hư tật xấu rồi, mà nó gần như là một cái thói quen không thể thiếu được á. Thực sự những cặp vợ chồng mà sống lâu với nhau á, là những cái mà chưa hoàn mỹ của chồng và của vợ á, thì nếu như mà hai đối phương chưa sửa thì gần như nó là một cái thói quen mà gần là cố hi cố hỉ rồi. Thôi mình nói trắng là tật xấu nè chị Mộc ạ. Tật xấu đi, nên trên này là mình phải viral cái tự tật xấu đó. Thì bây giờ nó thẳng luôn nè Quyên ơi. Nhìn thấy Thịnh nha, người rất là lịch thiệp nha, rất là điềm đạm. Bây giờ không biết là anh ấy có những cái tật xấu đáng yêu nào. Tật xấu đáng yêu à? Dạ, con nghĩ là ai cũng có tật xấu. Nhưng có một cái nó giúp cho con á, tại vì ở trong cái trường đại học á, nó có là cái lớp chuẩn bị kết hôn á, thì khi mà mình học trong lớp đó, mình học được vài cái nguyên tắc mà nó giúp cho mình, nó giúp cho cả hai vượt qua những cái tật xấu đó rất là nhanh. Ví dụ như là nguyên tắc là nếu nguyên tắc thì hãy giống nhau, nhưng mà sở thích thì phải cứ để nó tự do. Cho nên nếu như mà là nguyên tắc, ví dụ như nguyên tắc đó là không ngoại tình, là không sống thử, là không rượu bia, không nói dối hay vân vân, thì đó là nguyên tắc. Thì con với lại chồng có chia sẻ cùng một cái nguyên tắc. Thì còn lại nếu như mà là sở thích á, như là anh thích bóng đá, em thích cầu lông, thì anh thích xem phim hành động hay em thích phim lãng mạn, thì cứ để nó tự do. Thì khi mà thấy nó đụng vô nguyên tắc thì con mới dính tới. Còn khi mà nó chỉ đơn giản là sở thích thì con để nó luôn. Rồi thì bây giờ chú không cần biết sở thích hay nguyên tắc gì hết. Chú chỉ cần biết là chồng con có những cái tật xấu nào không? Mà con chưa hài lòng. Đó, thí dụ như bày con hay. Con nghĩ là con chưa như hài lòng về cái tật đó của chồng. Thí dụ nha, những cái tật xấu nè, bày hay nè, chơi game nè, thả bom nè, rồi ở nhà đó là hay lượm thượm rồi hay quên gái. Rồi gặp gái hay nhìn chẳng ngày đó là những cái tật xấu. Thì chồng con có những cái tật xấu đó không? Ảnh chắc là cái tật xấu của ảnh thì là không có thích gặp những người ảnh không thích. Thật sự rồi. Cái đó là bình thường, nhưng nó không có bình thường trong cái việc mà kinh doanh hay khởi nghiệp. Dạ. Cho nên ảnh sẽ không làm những việc mà ảnh không thích và không gặp những người ảnh không thích. Chết cha như vậy là con với phải... giống nhau rồi. Không làm ăn được nè. Dạ. Không thích ai là không hề muốn gặp luôn á. Dạ. Nhưng mà có những cái em phải gặp. Dạ, đúng. Như đối tác của em phải gặp chứ, mặc dù em không thích người ta về tính cách, em không thích người ta về con người, người ta kể người ta, nhưng công việc em phải gặp chứ. Thật ra cái này nó liên quan tới cảm xúc đó nha. Đúng không Thịnh? Nó liên quan tới cảm xúc. Nhưng mà em làm nghệ thuật thì em cho được. Dù cái người đó họ có thể mang không, cái này cho em xin nói thêm, có thể là người đó sẽ mang cái lợi ích cho mình, nhưng mà khi mà chú ta không thích rồi là chú không cần gặp luôn á. Anh chưa gặp luôn á, nhưng mà anh không thoải mái, anh không đi không gặp. Rồi. Ok, cái đó gọi là tật xấu không ta? Xấu. Xấu. Không phải là tật xấu mà nó là một cái hạn chế. Hạn chế trong cái công việc của mình. Hạn chế về tính cách. Ok, rồi tiếp đi. Cho nên dẫn tới đó là ví dụ như gặp cái khách hàng đi, hoặc là đi một cái hội nghị vân vân đi, thì ảnh sẽ nói thôi em đi, anh trông con. Thì cái đó con cũng không thoải mái, nhưng mà con sẽ phải làm những gì mà ảnh không chịu làm. Đúng rồi. Cho nên nó sẽ đẩy con ra ngoài, dẫn tới đó là mình buộc phải làm như vậy, mà mình phải cố gắng để thoải mái với việc đó. Dù mình cũng không có, mặc dù mình cũng không thích đó. Dạ. Đôi khi mình cũng vướng bận con cái, con đang khóc la vân vân, nhưng mà ảnh thích thì mình sẽ làm. Con mấy đứa rồi? Dạ hai ạ. Một đứa 5, một đứa 10 ạ. Rồi. Sao nữa nè, còn tật gì nữa nè? Ảnh nóng tính với lại ảnh hay dễ bỏ cuộc hơn. Ảnh so với lại hai người thì ảnh sẽ nóng tính hơn nhiều. Với lại ví dụ như làm một cái việc gì đó, thử một cái gì mới, ảnh không phải cái việc ảnh quen, hoặc là thử một cái mới mà nó gặp khó khăn một chút, ảnh sẽ nói thôi bỏ đi. Nhưng mà con thử tiếp thì sẽ được, thì con nói là thôi đừng có bỏ thì nó sẽ được. Nó hơi dễ bỏ. Là chợ không gọi là không không gọi là không kiên trì lắm trong cái
cái điều mình muốn ở trong cái thử thách đó. Đúng rồi. Lúc còn... mà anh hứng, anh rất là hứng, nhưng mà lúc hết hứng thì thôi. Nhưng mà ở trong nhà thì sao, công việc nhà thì như thế nào? Dạ. Anh quán xuyến thì sao, anh có phụ giúp ai làm? Con làm không? Công việc nhà là ai làm? Dạ thật ra san sẻ ảnh gọn gàng hơn con. San sẻ thì tốt rồi. Tốt rồi. Như vậy có một chút xíu thật xấu thôi đúng không? Bây giờ con mong muốn Thịnh thay đổi rồi gì? Anh vẫn còn 63 năm nữa để ảnh khắc phục, cho nên thật sự là tại thời điểm này là ảnh hoàn hảo rồi. Còn những cái năm tới thì ảnh bớt nóng, mà con nhắc mỗi ngày thôi. Và ảnh đã cố gắng để bước ra khỏi cái vùng thoải mái của ảnh, cũng đang cố rồi ạ. Ok. Tức là giờ chỉ mong ảnh bớt nóng thôi đúng không? Quá hay. Thịnh rất là may mắn có một cô vợ rất là tâm lý nha. Thế còn Thịnh nè, tật xấu của cô ấy là như thế nào? Nãy giờ thấy cô ấy có vẻ như không có gì gọi là tật xấu hết trơn đúng không Thịnh? Em rất là biết ơn là vợ của em, thì em có người vợ rất là may mắn. Vợ của em rất là thông minh và rất là giỏi. Đó là một cái may mắn của em. Còn về những hạn chế hay là những cái tật xấu thì ai cũng có hết thôi. Đúng rồi. Thì về cái phần của vợ em thì đó, thì có những cái ví dụ như cái tính của em thì em mà không thích ai thì em không gặp, nên là vợ em thì cứ hay dùi em đó là thôi anh cứ đi rồi anh đi gặp đi, chứ em phụ nữ sao em đi gặp, rồi con cái rồi, ai lo rồi. Đó, thì cứ lặp tới lặp lại em thì em lại không thích cái cách đó. Ví dụ như em nói là em không thích là kia không thích, đừng có hỏi lý do tại sao anh không thích và tại sao anh không làm. Mà vợ em thì phải cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó. Anh phải anh không thích thì anh cũng phải tạo làm sao để anh có động lực để anh làm cho nó được chứ, tại vì mục tiêu chung chứ. Anh không thích là anh sẽ không làm. Tới giờ vẫn vậy đúng không? Tới giờ vẫn vậy. Tức là luôn luôn cố gắng đẩy em để cho em di chuyển. Nhưng mà cuối cùng là em có di chuyển không? Cố gắng cũng di chuyển. Vì vợ. Nhưng mà chắc vì vợ. Một cái thứ hai nữa là vợ của em á là có những cái mà sai thì mình phải chấp nhận là mình sai. Không chịu. Tức là không phải là không chịu, nhưng mà tại cái thời điểm đó là không có chấp nhận là mình sai. Là có thể là thời điểm khác thì em sai được. Mà không, cái này là sai thật, cái này là sai, mình phải chấp nhận cái mình sai rồi mình sửa cái sai đó sao cũng được. Mà bà xã của em á là không có chấp nhận cái sai, luôn tìm cách cái gì đó để hợp thức hóa cái biện bạo biện bạo biện là mình đúng đó. Em vừa nói đó, vợ em rất là thông minh thì đó là cái thông minh. Thì với em thì chỉ có ghen không em thì có không ghen. Vợ có ghen với em không? Không, vợ em không có ghen. Mà em thì đôi khi em sẽ ghen một tí với vợ của em. Đây, vợ em thì thỉnh thoảng cũng đi gặp, rồi cũng gặp người này người kia, tại vì trong giới làm ăn mà. Đó, thì đôi lúc thì cũng có một tí xíu ghen, mà đó là lâu rồi, xa xưa rồi. Còn bây giờ thì cứ thoải mái. Ủa nhưng mà vợ là không có ghen với Thịnh? Không hề. Ok. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Chỉ có mong muốn cái mà mình sai thì mình chấp nhận là mình sai, rồi mình sửa. Cái đó là cái mà em mong muốn thôi. Em có nói gì không? Không. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Em biết em nhiều khuyết điểm lắm ạ. Em mới làm mất chiếc nhẫn anh tặng. Em hay quên. Mới tặng có một tuần à. Cho nên anh tự nhiên là mất rồi. Với lại đôi khi bận quá cho nên cũng để con chơi điện thoại hơi nhiều, thì cho nên em biết đó là em nhiều khuyết điểm lắm mà. Không, chị thấy gì nè, tụi em là đang là rơi vào trường hợp gì biết không? Hai người giỏi ở chung một nhà đó. Thực sự em không biết đâu, hai người mà cùng giỏi ở chung một nhà để mà hòa thuận được với nhau, để mà có thể song hành được với nhau á, là một điều rất là khó. Khó mà phải từ cả hai người đều phải hiểu được cái điều đó và để nhịn những lúc nào đáng nhịn, cái đó là chị nói thiệt. Nhưng mà rất may là vợ em là cũng thuộc tiếp người gọi là biết mềm dẻo đúng lúc rồi. Để có thể chế ngự được em, chứ em là tánh em cũng nóng lắm. Đó, và cũng cứng đầu lắm, có nghĩa là anh không thích thì đừng có ép anh làm những cái chuyện đó.
ví dụ như cơ hội này không đến thì nó sẽ có cơ hội khác, chứ không nhất thiết phải đâm đầu như thế. Còn phụ nữ lại khác, phụ nữ là tham công tiếc việc là một, nhưng mà tiếc cơ hội nữa, bởi vì cái cơ hội đó nó tới là mình phải nắm bắt, chứ không mà nó vụt qua mất, bị cái thời gian nó không có chờ mình đó. Em với vợ em cũng rơi vào trường hợp đó đó. Đó thì không có nói chuyện đó thiệt, nhưng mà như thế này, thực sự trong trường hợp như vậy, tại vì đó là khí chất của chồng em rồi. Như Thuận như vậy là khí chất rồi. Tại vì nếu mà mình ép người ta làm một cái điều người ta không thích, người ta không feel, thì cho dù em có gặp đối tác đó thì cũng không thành công trong cái việc đó. Đúng vậy. Thành ra nếu em cảm thấy là em có thể thay chồng làm được cái điều đó thì em làm, còn nếu em không thích bỏ luôn. Hay quá. Ví dụ chị nói thiệt, bỏ luôn, không cần thiết phải vậy có cái đó. Đúng. Đó, đúng không cưng? Đó là cách em cũng cố học được đó ạ. Thì tôi nói với anh ấy mà tôi cũng học được rất đúng không? Em bên em cũng vậy, bên Thuận cũng vậy. Mỗi lần em biết không, khi mà anh đã rất rõ quan điểm nha. Anh, tại vì anh và vợ anh là cũng giống như hai vợ chồng, cũng làm chung vợ chồng của Thuận cũng rất là giỏi, hai đứa đều giỏi hết trơn. Khi anh không muốn gặp người đó, nhưng mà vợ anh cũng y chang em. Ông phải đi gặp đi. Nó có một cái lợi ích cho mình, không phải lợi ích nữa, mà nó là một cơ hội. Bỏ đi nó rất là phí. Cảm ơn các bạn. Các bạn vừa kể cho anh là chị Vân nghe một cái chuyện tình rất là đẹp nha. Là có chuyện tình, một cái chuyện tình tính 4 năm phim, một tính làm phim, nhưng mà nó không có cao trào. Nó bị gãy ở chỗ bàn đạp nhau không ôm. Nó không có cao trào. Và một cái câu chuyện gia đình rất là cũng đẹp luôn. Và các bạn sinh ra là để cho nhau. Và anh chỉ mong rằng là trong cuộc sống hai bạn sẽ càng yêu nhau hơn ha. Và có thật nhiều sức khỏe và cùng phát triển thương hiệu. Chùm sò lên một cái hàng top luôn nha. Xin cảm ơn.